hai thanh niên chạy xe máy Exciter mang đại dương số 66-167, 26 bị người dân tri hô trộm chó. Nhiều người đang uống cà phê tại quán Kim Huế phát hiện hai thanh niên này chạy xe với tốc độ cao. Một người trong quán liền lấy chiếc xe gắn máy, xô ra cản đường. Hai thanh niên bị ngã, sau đó bỏ lại xe máy Exciter rồi dấn thân giường cây gần đó tẩu thoát. Cơ quan công an đã lập biên phiên bản tạm giữ xe máy do hai thanh niên này bỏ lại cùng hai con chó, một con gà đã chết, dụng cụ bắn chó, xì điện.